lực tình hút mạnh, ngã xuyên xuyên về phía mắt mơ với tóc huyền. Lòng trì trôi theo dòng cảm xúc, tim tình đắm giữa vùng non duyên. Wow, hay quá hay. Các bạn vừa nghe xong giọng ngâm thơ của nghệ sĩ ngâm thơ Ngọc Sang. Và cái bài thơ thầy trích đoạn trong bài Khái Niệm Tình của thầy. Các em thấy thơ thầy hay và có cảm xúc cho các em thì các em hãy like và đăng ký kênh. Kêu gọi đăng ký kênh không có hay đâu thầy ơi. Ồ vậy hả? Nhưng mà thầy thấy từ kênh lớn tới kênh nhỏ, từ kênh thế giới cho tới kênh Việt Nam, kênh nào họ cũng kêu gọi đăng ký hết mà em. Thầy cứ làm thơ cho hay, người ta tự động đăng ký chứ cần gì kêu gọi thầy ơi. Ồ vậy thì từ nay giờ sau thầy không kêu gọi các em đăng ký thơ thầy, kênh của thầy nữa. Nhưng mà nếu các em đăng ký kênh của thầy, thầy sẽ rất vui. Các em hãy tạo niềm vui cho thầy đi, để thầy có cảm hứng mang đến những tiếng cười vui vẻ và lồng ghép vào những cái chương trình tìm hiểu thơ rất là bổ ích, để các em càng ngày càng vui tươi lên và cái liver mà làm thơ các em càng ngày càng tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến lên và tiến lên. Đó. Thôi hồi nãy giờ thầy kè khịa thôi. Cũng đã đến giờ rồi, chúng ta bắt đầu nghiên cứu về thơ. Thì trong hai bài trước thầy đã nói qua, bài 1 là bài bố cục. Thầy nhắc lại, bài 1 bố cục là mỗi bài thơ tứ tiệp gồm có 4 câu, mỗi câu có 7 chữ. Như vậy tổng cộng một bài thơ có 4 x 7 28 chữ. Đó là bài thơ tứ tiệp. Rồi bài học thứ hai thầy dạy về nhịp thơ. Thì nhịp thơ, một câu thơ 7 chữ được có hai cách nhất nhịp, đó là nhịp 2, 2, 3 hoặc là nhịp 4, 3. Nhưng mà các em phải lưu ý là ba câu thơ liên tiếp không được ngắt giống như nhau. Có nghĩa là ba câu thơ liên tiếp không được trùng nhịp. Và hôm nay là bài học thứ ba, thầy sẽ nói về cho các em cái tính mà trầm bổng du dương ở trong thơ. Cái tính trầm bổng du dương ở trong thơ này vậy, các em có thể học phân tích, học bình luận rất là nhiều bài thơ trong sách giáo khoa, nhưng mà không ai họ hướng dẫn cái này cả. Hôm nay thầy sẽ chỉ cho các em. Thì rất may mắn cho chúng ta là chúng ta sống trong đất nước Việt Nam, tiếng Việt Nam chúng ta có 6 dấu. Thầy gọi 6 dấu cho nó dễ hiểu đi, là dấu sắc, dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng, dấu hiền và dấu ngang. Dấu ngang là không có dấu nha các em. Đó. Thì trong 6 cái dấu đấy, nó sẽ tạo ra, khi phối hợp với cái âm ấy, nó sẽ tạo ra là cái âm trầm và âm bổng. Thì thế nào là trầm bổng và du dương thì thầy sẽ nói cho các em hiểu. Có nghĩa là cái tiếng nói nó có khối lượng. Các em có thường nghe người ta nói là tiếng nặng, tiếng nhẹ, phải không? Hay là cái lời nói mình cũng có khối lượng, người ta nói lời nặng, lời nhẹ. Đó, cái âm thanh nó cũng có khối lượng, nó cũng có âm nặng, âm nhẹ. Nhưng mà đỡ mà kiểm tra biết cái âm nào nặng, âm nào nhẹ thì không có bao giờ ai mà lấy cái con mà ra con hết nha các em. Đúng không? Ví dụ nghe ông kia nói ồ, ông này nói nặng lời, mình làm sao mình biết, mình lấy cong ra cong biết đâu mà nặng lời, đúng không? Cho nên cái lời nói thì không ai mà lấy cong ra cong được. Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn vô và biết cái cách để nhận biết nó là từ nặng hay từ nhẹ, nó là âm nặng hay âm nhẹ. Đó. Thì cái âm nào mà nhẹ ấy, khi chúng ta nói ra khỏi miệng này thì cái âm này nó sẽ bay lên. Đó, nó bay lên, nó bay lên trăng sao trên đọt cây rồi.
Còn khi chúng ta nói mà cái âm mà nó nhẹ, nó sẽ khi ra khỏi miệng này thì cái âm đó nó chìm xuống. Nó chìm xuống ở dưới chân chúng ta ấy. Rớt xuống dưới chân chúng ta hoặc là nó rớt xuống sông, xuống đáy lòng mọi người ấy, nghe ấy. Thì đó là những cái từ nặng. Nhưng mà các phải hiểu, cái âm nào nhẹ khi nói ra khỏi miệng nó sẽ bay lên, âm nào nặng khi nói ra khỏi miệng nó sẽ chìm xuống. Thầy ví dụ nha, ví dụ giờ nhà lầu có 5 tầng ấy, các em ở tầng thứ 3 ấy. Các em đang ở tầng thứ 3, khi các em nói ra một cái lời nhẹ thì cái người tầng 5 họ sẽ nghe, tại vì âm thanh nó bay lên. Mà khi các em nói ra một cái lời nặng thì cái lời nó sẽ chìm xuống, thì người dưới tầng trệt sẽ nghe. Đó, căn bản là chúng ta phải phân biệt đâu là nặng, đâu là nhẹ. Thì bây giờ thầy mời các em nghe một khổ thơ nữa, rồi thầy giải thích tiếp. Xin mời nghệ sĩ Hồng Hồng. Tình ơi chẳng biết sẽ về đâu, lòng chi bay ngang đến vũng sâu. Nỗi nhớ chồng lên trên, nỗi nhớ ôm tình cất kỹ với niềm đau. Rồi, rất là hay. Rồi, bây giờ thầy nói tiếp. Những cái thanh này, ví dụ thầy trong bài thơ đấy này: tình ơi chẳng biết sẽ về đâu, lòng trí bay ngang đến vũng sầu. Nỗi nhớ chồng lên trên nỗi nhớ, ôm tình cất kỹ với niềm đau. Thì nó sẽ như thế này. Tình là dấu hiền, là trầm. Ơi là không có dấu, là bỗng. Chẳng là dấu hỏi, là bỗng. Về là dấu hiền, là trầm. Đó, thì các em biết những cái dấu đây, thầy không giải thích lâu, các em để ý những dấu này. Dấu sắc, dấu sắc nha, dấu hỏi và không có dấu ấy, là dấu ngang ấy. Dấu sắc, dấu hỏi, dấu ngang, đó là những âm bổng. Khi chúng ta nói nó sẽ bay lên. Ví dụ ta nói hoa lá, nó sẽ bay lên. Chúng ta nói sỏi đá, nó sẽ bay lên. Còn những cái âm nè, những cái âm mà nó mang những cái thanh này này, thanh huyền, thanh ngã, thanh nặng, đó là những âm trầm. Khi nói nó sẽ chìm xuống. Ví dụ ta nói hẹn hò là nó sẽ chìm xuống. Đó, ta nói là bẽn lẽn ấy, hai dấu ngã thì nó sẽ chìm xuống. Còn ta nói lá cỏ mùa xuân này thì ta phải hiểu lá là bổng, là bay lên. Cỏ là bổng, bay lên. Mùa là trầm, nó sẽ lặn xuống. Xuân là nó sẽ bay lên. Đó, các em để ý. Thanh âm bổng là sắc, hỏi, ngang. Còn âm trầm là hiền, nặng, ngã. Các em đã nắm được chưa? Dạ thưa thầy, nắm được rồi ạ. Các em thấy thầy dạy có dễ hiểu không? Dạ thưa thầy, rất dễ hiểu ạ. Thầy cảm ơn các em đã lắng nghe thầy dạy. Mà thầy nói nè, bữa nay tao tháng đóng học phí nha. Dạ thưa thầy, bao nhiêu ạ? Thì mỗi đứa 500.000, hai đứa 1 triệu. Nhưng mà chúc cô có hỏi ấy, nói mỗi đứa 300 thôi, nghe chưa? Dạ thưa thầy, vâng ạ. Nhưng khi mẹ em mà có hỏi, thầy cứ nói đóng mỗi em 1 triệu nha thầy. Chưa, còn nữa. Rồi, hồi nãy giờ là các em đã hiểu về cái thớ nào là cái tiếng nặng, thớ nào là cái tiếng nhẹ. Đại khái là biết được thớ nào là âm trầm, thớ nào là âm bổng. Đó, cứ bay lên đấy là bổng, mà chìm xuống là trầm. Thì chúng ta biết cái đó để làm gì? Chúng ta biết âm trầm, âm bổng để làm gì, các em biết không? Khi các em làm một cái câu thơ mà 7 chữ tình ca ấy, thì các em không nên để cho quá nhiều từ trầm liên tiếp.
hoặc quá nhiều từ bóng liên tiếp mà chúng ta phải đan xen vô. Ví dụ một hai từ trầm ấy thì một hai âm trầm thì một tới một âm bóng hoặc là hai âm bóng, đại khái nó phải cách ra chứ không phải làm một phát năm cái âm trầm liên tiếp hoặc là năm âm bóng liên tiếp là nó không hay, mà chúng ta phải đan xen vô trầm bóng như vậy. Cái, đó là cái tính mà trầm bóng du dương trong thơ. Nếu các em không nắm được cái ý này, các em làm thơ cả đời không bao giờ mà hát được. Đó, các em phải phối hợp nó nhịp nhàng, trầm bóng nữa. Lên rồi nó xuống, lên rồi nó xuống, lên xuống rất là nhịp nhàng. Đó, với một bài thơ như vậy là khi mà người ta đọc qua là nó đưa người ta bay lên, phải không? Đưa khi tới bóng á, bay đưa người ta lên trăng lên sao, phải không? Khi là đọc tới trầm thì nó hạ xuống, phải không? Hạ xuống rớt xuống. Đó, khi mà học bóng lại nó bay lên, đó, nó bay lên hạ xuống, bay lên xuống. Cho nên khi mà các em coi trong cái biểu đồ âm thanh á, nó sẽ thấy âm thanh nó sẽ lượng rất là đẹp. Còn khi mà chúng ta mà làm thơ mà trầm không hoặc là bấm không ấy thì cái âm thanh thơ nó bị ngang, nó bay lên miết cũng không có là gì, cũng đơn điệu, mà bay xuống miết cũng đơn điệu, mà nằm ngang cũng đơn điệu, cho nên nó phải có lên có xuống, như vậy là hay. Đó, như vậy các em đã hiểu chưa? Dạ thưa thầy, chúng em đã quá hiểu, hiểu rất là sâu thầy ơi. Rồi, tới luôn. Tình yêu khái niệm rộn bao la, khi có tình yêu có nghĩa là những lúc chiều hoang ta chợt thấy có người cho có người bước nhẹ giữa hồn ta. Những lúc chiều hoang ta chợt thấy có người bước nhẹ giữa hồn ta.